Cảm ơn tất cả các vị đại biểu của chúng ta cùng các vị khách quý ngày hôm nay đã đến tham dự buổi lễ khai trương của HB Spa số 37. Sứ mệnh của HB là mang muốn đến sức khỏe và sắc đẹp cho tất cả vị khách hàng khi đến spa. Và chúng ta có soi da miễn phí dành cho tất cả những vị khách hàng khi đến với spa của chúng ta. Và đây là một loại máy hiện đại nhất, tân tiến nhất trên thế giới đã đem về spa. Và quý vị lại được một chuyên gia hàng đầu về nước ngoài, chuyên về lĩnh vực thẩm mỹ về da, sẽ kiểm tra sức khỏe và làn da cho tất cả chúng ta, được không quý vị? Và đặc biệt hơn, chúng ta có hạng mục đó là giảm nếp nhăn của chúng ta. Duy nhất một lần đầu tiên nếp chân chim chúng ta dùng tinh hoa hải dương là chúng ta sẽ hết ngay lần đầu tiên. Thì khi nói đến mỹ phẩm của Pháp thì chúng ta sẽ không bàn cãi về chất lượng, quan trọng là giá như nào đối với quý vị, được không quý vị nhỉ? Và tôi thường hay nói spa HB37 của chúng ta là hàng thì là thành phố nhưng mà chắc là giá nông thôn, dành cho tất cả quý vị chúng ta, được không ạ? Và tôi xin được tuyên bố đó là gì ạ? Lễ khai trương của Spa 37 chính thức được bắt đầu. Chúc mừng cho spa HB số 37 mỗi ngày một bay xa, mỗi ngày một vươn xa.